Dân Lò Gàn Tấm Cường xin gửi lời chào đến ông bà, cô bác, anh chị em và các cháu. Thì hôm nay ngày thứ hai, cô chú anh chị, thì bây giờ hôm nay con làm cho một cái mẫu sản phẩm nữa cho một anh đến từ Đại Phước, cô chú anh chị ha. Ảnh cũng thích cái mẫu dao mà mỗi bữa đó mình lên nó, rồi bữa đó nó có hơi lộn xộn, cô chú anh chị không gài đó. Dạ. Thì cái mẫu dao này nè cô chú anh chị. Dạ. Nhưng mà anh làm thì nhẹ hơn dao này một tí. Dạ. Đây tay đây tay đây tay tay mặt á hả? Chặt ở đây không à? Thì bây giờ làm cái đó nhỏ nhẹ hơn cái kia một chút. Ha, cái đó giờ cái dao đó của anh Phong tại đâu có đưa cái dao được cắt. Coi cảnh coi mẫu mà. Rồi. Bây giờ trả tiền trước phải không? Rồi lấy cái dao đó đây 4 xị đi. Kệ anh em không à, tại vì cái dao này hôm qua nay có mấy người hỏi mua rồi nè, cũng là sùm hết trơn cái vụ con dao này nè, đâu cầm lên coi thử lại coi coi nó ấy nếu cỡ đó nhiều, cỡ nó nặng hơn cỡ nhiều nữa mới được vừa. Nhẹ hơn chút phải không? Rồi rồi, vậy là gửi tiền mai lấy phải không? Bữa nay thứ mấy ta? Nay thứ hai hả? Hả? Rồi rồi. Rồi vậy thì lên. Giờ em lên hả? Khoảng 2 giờ đi. Cái dao này hôm qua nay lên là hai ba người đã mua rồi nè. Nãy em mua này, nãy coi mẫu em làm nè. Chứ cái mẫu này là lên hồi hôm qua nay có nhiều người mua hỏi hỏi mua mà không ấy, còn giận buồn nữa nè, đủ chuyện hết trơn. Rồi vậy lê để thổi lại 100 ha, lấy 400 thôi. Rồi đây dưới thấy cũng chạy lên đây xa, đi xe đạp nữa chứ. Sợ mưa mới chạy dữ lắm rồi. Ừ. Ở dưới mưa dữ không? Gắt hả? Hôm qua nay có mưa không? Có hôm qua kia mưa lắm. Thôi tiến hành làm liền cho anh lấy luôn cô chú anh chị ơi, tại ngày mai anh mất đi công chuyện rồi, ngày mai thứ ba nhưng mà anh đi công chuyện, nay tiến hành là con làm luôn cô chú anh chị nha, đợi giúp cho ảnh luôn đi, vừa có tiền mình sử dụng trong gia đình mua sắm gì thêm, mà còn hai nữa là có công việc làm cho ảnh cho nó thuận tiện. Em cũng cảm ơn anh Thừa nhiều, anh Thừa. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ con đã đập xong rồi cô chú anh chị. Rồi. Nó ra cái dáng gì rồi cô chú anh chị ha. Rồi giờ tiến hành con đi làm nguội luôn cô chú anh chị ha. Ơi, rồi. Con nè, bữa nay con chặn mấy cái đơn lại con làm cho anh này, anh Thừa này trước. Dạ. Này cũng tên Thừa đâu cô chú anh chị, năm nay mà con làm ăn không giàu nữa thôi cô chú anh chị ha. Cái anh này cũng tên Thừa luôn, mà cái anh đặt cu liêm này cũng tên Thừa luôn cô chú anh chị, năm nay Thừa không à, phải này có chị giàu nữa ha. Rồi cái tới luôn ha, công chuyện luôn ha, giàu Thừa tiền Thừa cũng được rồi, nó chơi vậy thôi chứ mấy anh em rồi tới đồ nè, anh Phong rồi anh Việt đồ thôi, thông cảm cho em ha, Giang ha. Rồi giờ để chặn làm cái đơn này bữa nay làm cho ảnh cái, rồi cái tiến hành làm cho anh em hết rồi. Ê, lụp chụp quá ha, có khách ở đây làm cái lụp chụp quá đây cô chú anh chị ha, thấy không đó, nó chỉ ngắn hơn mình khoảng hơn phân thôi cô chú anh chị ha, mà nó nhỏ hơn chút xíu ha, nhỏ hơn khoảng 5 ly. Rồi không tiến hành để làm cho ảnh, tại vì ảnh nó công việc của ảnh nó là ngày ảnh đi bằng thuê cho người ta cô chú anh chị, ảnh cần những dao để ảnh chặt cái này cái nọ, chặt mui chặt lứt đồ đó cô chú anh chị ha. Chặt tàu dừa đồ luôn, nói chung này không có chiên để đúng lá, chặt nói chung chặt cây cũng tạm tạm, cũng cùng cái tùm tay đồ cổ tay cổ ngón chân rồi ha. Thôi giờ tiến hành làm ảnh này, nấu hoài ảnh ngồi ảnh cười không kìa ngồi ảnh cười. Dạ thôi vậy thôi. Dạ. Đây cô chú anh chị ơi, bây giờ mình đã lấy xét ra hết rồi ha, bây giờ tiến hành vô để rồi đánh bóng rồi xong rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình vô mình trui già cô chú anh chị ha. Đó. Hai cái giống hai anh em chưa? Đó. Hai cái giống hai anh em quá ha. Đó. Y gan ha. Rồi. Cảm ơn.
để đợi đi. Có bà chị bà cho mấy đồ ăn. Mắm kho của chú anh chị. Có bà chị ở cái bên nhà ở gần đây là cách 2-3 căn nhà bà cho miếng cá lồng tông kho kho lạc của chú, kho mắm của chú anh chị. Rồi, cảm ơn. Rồi, tiến hành bây giờ mình lấy ấy đi. Cái anh này nãy anh đi ăn cơm rồi cô chú anh chị, anh chờ không xiết anh đi ăn cơm rồi cô chú anh chị ơi. Thôi giờ anh tiến hành để con vô mình lấy rồi làm cán luôn ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, bây giờ mình đã trui già rồi xong rồi cô chú anh chị ha. Thì bây giờ trui già xong cái mình tiến hành đặng vô mài gắn cán luôn đặng cho ảnh về chứ giờ có mấy chiều cô chú anh chị. Ở đây chiều kiệu Đức Mẹ nè cô chú anh chị, thấy là thấy giờ là biết thấy chiều tới ha cô chú anh chị. Đó, ở đây con xóm đạo cô chú anh chị ha. Thôi giờ tiến hành để mình vô để con gắn cán cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị ơi, thì đây cái dao mình đã làm xong rồi cô chú anh chị ha. Còn cái dao này của anh, cái dao này của anh Phong, của anh Việt chứ, anh Việt công an. Nó cô chú anh chị thấy hai anh em nó có giống nhau không cô chú anh chị? Thì cô chú anh chị mình có đặt thì chờ con ít bữa ha. Tại vì cái dao này của người ta con đâu có để, đâu có bán được. Thì mấy anh cũng thông, mấy chị cũng thông cảm ha. Đó. Đó nói chung là đó con bàn tay làm ra giống thịt nhau như đúc hơn cô chú anh chị ha. Đó. Đó cái cổ này. Đó. Cổ này cũng thế. Đó. Cổ cài cán y nha, khâu giống nhau, đầu đích bằng nhau. Không bậy, này nó hơi vắng hơn tí. Đó. Đó, nó vắng hơn 5 ly của chú anh chị ha. Đó. Rồi. Đâu rồi? Anh Thừa đâu anh Thừa? Trốn đâu rồi? Chạy cái đâu mất mẹ rồi, mới đây đâu rồi? Lại coi cái dao được chưa anh? Trời ông nội nè. Trời ơi, cái ông nội này đâu rồi? Thôi ơi! Giao rồi nè. Giao đó rồi cô chú anh chị. Anh chạy đâu không biết nữa. Thôi đi. Mới chạy đi mua... bó rau. Đó. Về đang hồi chấm mắm nè cô chú anh chị. Làm mấy miếng cơm của nó bụng quá rồi. Chiều tới rồi cô chú anh chị ơi. Gần tối nữa rồi. Đó. Này... cụ nèo cô chú anh chị. Cụ nèo ở đây, sơ xứ con ở đây cũng còn nhiều người ta trồng nhiều lắm cô chú anh chị ha. Thôi chờ anh vô anh lấy đồ mới được. Dạ. Thôi cô chú anh chị ơi, giờ anh này đã làm xong rồi, giờ anh chuẩn bị anh lên xe anh về cô chú anh chị mình ha. Rồi vậy thì thôi cảm ơn anh nhiều nha anh Thừa. Chừng nào nói chung ở dưới anh em mình có ai ấy thì anh giới thiệu giùm nha. Rồi rồi thôi anh về bình an nha. Rồi khen coi cầu chúc bà cô bác mình được an vui và hạnh phúc của chú anh chị mình nha. Dạ con xin xuống clip đây cô chú anh chị mình. Dạ.